Tại buổi họp báo vào chiều 4 tháng 1 tại Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF, huấn luyện viên Philippe Chuyse đã công bố danh sách rút gọn 30 cầu thủ chuẩn bị tham dự vòng chung kết ASEAN Cup 2023. Cụ thể, ở vị trí thủ môn, đó là thủ môn Nguyễn Philippe của Công an Hà Nội, Nguyễn Đình Triệu của Hải Phòng, Nguyễn Văn Việt của Sông Lam Nghệ An. Ở vị trí hậu vệ gồm có Hồ Tuấn Tài của Công an Hà Nội, Vũ Văn Thanh của Công an Hà Nội, Bùi Hoàng Việt Anh của Công an Hà Nội, Giáp Tuấn Dương của Công an Hà Nội, Nguyễn Thanh Bình của Thầy Công Viettel, Phan Tuấn Tài của Thầy Công Viettel, Đỗ Duy Mạnh của Hà Nội, Võ Minh Trọng của BKMX Bình Dương và Lê Ngọc Bảo, Quy Nhơn Bình Định. Vị trí tiền vệ gồm có Đỗ Hùng Dũng của Hà Nội, Phạm Xuân Mạnh của Hà Nội, Nguyễn Hai Long của Hà Nội, Nguyễn Quang Hải của Công an Hà Nội, Lê Phạm Thành Long của Công an Hà Nội, Phạm Văn Luân của Công an Hà Nội, Trương Tiến Anh của Thầy Công, Khuất Văn Khang của Thầy Công, Nguyễn Tuấn Anh của Hoàng Anh Gia Lai, Nguyễn Thái Sơn của Đông Á Thanh Hóa, Triệu Việt Hưng của Hải Phòng, Lê Văn Đô của PVF Công an Nhân dân. Tiền đạo gồm có Phạm Tuấn Hải của Hà Nội, Nguyễn Văn Tùng của Hà Nội, Nguyễn Văn Trường của Hà Nội, Nguyễn Văn Toàn của Thép Xanh Nam Định, Nguyễn Đình Bắc của Quảng Nam và Bùi Vĩ Hào của BKMX Bình Dương.